các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình Tiếng Anh lớp 8 thí điểm. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải một số đề khảo sát, kiểm tra khảo sát đầu năm, năm học 2020-2021, năm học 2021-2022 là một đề tham khảo dành cho các bạn ôn tập trong cái thời gian các bạn đang nghỉ hè, và chúng ta không thể đi học được vì tình hình Covid rất là căng thẳng cả nước. Rồi bài đầu tiên là bài nghe, chúng ta sẽ làm sao nhé? Chúng ta sẽ làm cái phần phát âm trước này. Rồi chúng ta coi này, cái phần phát âm này, câu số 1 các bạn để ý này, bây giờ chữ cờ, người ta gạch chân chữ cờ, vậy thì các bạn sẽ đọc và các bạn thấy chữ cờ nó khác nha. Cinema, chữ cờ này các bạn đọc là cinema, comic, cake, cool. Vậy thì các bạn khoanh câu A. Câu số 2 các bạn xem này, chữ URE nào phát âm khác. Cái này các bạn thường đọc là đó, picture, picture, cái này đọc là nurture, cái này đọc là nature. Và câu B thì các bạn là không đọc nurture mà các đọc là sure, or. Vậy thì chúng ta khoan là câu B. Câu số 3 các bạn, câu số 3 chúng ta có từ ahead. Cái chữ EA này chúng ta phát âm là air, ahead, instead. Seat belt, chúng ta không đọc là sat belt mà chúng ta đọc là seat belt. Rồi câu D là bread. Vậy ở đây chúng ta khoan là câu C. Câu số 4, wanted. Bây giờ câu số 4 là phát âm ED. Qua một mùa hè thì các bạn chắc là quên hết phần phát âm ED rồi. Nhắc lại một chút xíu. Phát âm ED. Đó, phát âm ED có 3 cách nha các bạn. Có 3 cách. Cách thứ nhất, các bạn sẽ phát âm là âm ịt. Khi các bạn gặp những cái động từ kết thúc là tờ với lại chữ đờ, tờ với đờ. Ví dụ như chúng ta có từ need, nó kết thúc là chữ đờ. Khi thêm ED vào chúng ta sẽ đọc là needed. Hoặc là cái từ want nó kết thúc là chữ tờ, thêm ED đọc là wanted. Trường hợp thứ hai, các bạn sẽ phát âm là tờ. Đối với những trường hợp động từ kết thúc là chó, sủa, chó, sủa, xôn, sao, khắp, phố, phường thì các bạn sẽ phát âm là tờ. Còn trường hợp còn lại các bạn sẽ đọc là đờ. Ví dụ như cái từ liver mà thêm ED vào đọc là liver đờ nha. Còn ví dụ bên câu trên này, cái từ stop của chúng ta kết thúc là chữ tờ, khi thêm ED vào các bạn đọc là stop tờ đó. Rồi cái này là các bạn phải học thuộc lòng nhớ nha. Rồi vậy thì câu số 4 chúng ta sẽ có wanted, fielder, stater, stater, closer. Vậy thì ở đây khoan câu A. Câu số 5 là phát âm CS, ở trong đây đều giống nhau đúng. Các bạn phát thành câu D, đáp án chúng ta là câu D. Rồi chúng ta sang bài số 2. Trong bài số 2, cô ấy sẽ đi thăm bố mẹ cô ấy ở nông trại trong suốt kỳ nghỉ. Bây giờ nông trại các bạn nhìn thấy dairy farm, nông trại thì các bạn phải giải giới từ on dairy farm. Thanksgiving là một lễ hội, một kỳ nghỉ quan trọng, lễ tạ ơn là một kỳ nghỉ quan trọng, và luôn luôn có cái turkey là gà tây và rất nhiều đồ ăn. Ở đây thì chúng ta có lẽ là chúng ta chọn celebration thì đúng hơn, sự tổ chức một lễ ngày lễ đúng hơn là câu A. Câu số 3, Hoa làm việc, Hoa học hành 20 tiếng đồng hồ một tuần. Vậy thì nó ít hơn bất cứ một người nông dân nào. Bây giờ so sánh ít hơn, chúng ta khoan từ fewer. Câu số 4, cô ấy cần tem để gửi thư ra nước ngoài bởi vì cô ấy có một người bạn nước ngoài ở Mỹ. Ở đây chúng ta sẽ khoan vào cái liên từ because, bởi vì. Câu số 5, frightening là đáng sợ. A bit dịch là một chút, bộ phim có một chút đáng sợ nhưng mà tôi thực sự thích xem nó. Ở đây chúng ta phải xài cái từ under, mặc dù chúng ta có cái despite cũng là mặc dù, nhưng mà despite cộng với một cụm danh từ, nó không phải cộng một mệnh đề, mà ở đây là mệnh đề bởi vì the film là chủ ngữ và động từ to be là y. Vậy thì đây sẽ là một câu hay còn gọi là một mệnh đề, chúng ta sẽ chọn từ under có một mệnh đề, despite, inspired cộng một cụm danh từ. Chọn câu A, C nha. Câu số 6, chúng tôi không thực sự biết nguyên nhân, cause là nguyên nhân, lý do của căn bệnh, disease là căn bệnh, bệnh tật đó. Và đây là câu hỏi đuôi, task question, câu hỏi đuôi. Cái vế đằng trước là phủ định thì vế đằng sau sẽ là khẳng định. Chúng ta sẽ xài do we. Rồi, xuống bài dưới là chia động từ ở trong ngoặc. Trong lớp 7 chúng ta học rồi, sau fancy là cộng với động từ thêm ing, cho nên ở đây các bạn sẽ khoan vào từ fish, viết thêm ing vào là fishing. Tôi thích câu cá bởi vì nó thật là thư giãn, động từ to be sẽ chia là y bởi vì chủ ngữ là it.
Câu số 2, các bạn nhìn thấy cái since, cái này là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành, diễn tả một hành động vừa mới xảy ra, hay là một hành động bắt đầu trong quá khứ kéo dài tới hiện tại, có khả năng tiếp diễn tới tương lai, một kinh nghiệm, một trải nghiệm. Và cấu trúc của nó sẽ là chủ ngữ cộng have và has cộng động từ cột 3. Ở đây khi là chủ ngữ số ít thì chúng ta sẽ xài từ has, động từ cột 3 của từ collect là thêm ed vào, collected, has collected. He has collected stamps since từ khi anh ấy còn là một đứa trẻ. Khi anh ấy còn là một đứa trẻ là quá khứ, trong quá khứ rồi. Động từ to be sẽ chia ra là was hoặc là were, mà he thì đi với was. Câu số 3, chúng ta để ý cái dấu hiệu này, for cộng một khoảng thời gian, for choose, tức là đây là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành nha, hiện tại hoàn thành. We thì đi với have, sau đó sẽ là study, study thêm ed vào, y dài biến thành y ngắn thêm ed. Chúng tôi đã học tiếng Anh trong 2 năm rồi. Câu số 4 này, for a few days next week, for a few days next week là dấu hiệu. Chúng ta để ý cái từ next week, next week là gì? Next week là thì tương lai đơn. Cho nên ở đây chúng ta sẽ chia là will cộng với động từ nguyên mẫu will stay. Câu số 5, để ý cái dấu hiệu at this time tomorrow. Thứ nhất, cái từ tomorrow là ngày mai, và at this time là tương tiếp diễn, vậy là tương lai tiếp diễn. Tương lai tiếp diễn là will be cộng động từ thêm in, will be cộng động từ thêm in, ở đây sẽ là will be having. Và câu này dịch như sau: vào thời gian này ngày mai chúng tôi sẽ đang ăn tối với khách của chúng tôi. Câu số 6, câu số 6 này để ý, in the future là dấu hiệu của thì tương lai. Cái thứ hai để ý cái từ by, để ý cái từ by, và để ý cái chủ ngữ chúng ta đó là vật, chủ ngữ vật, năng lượng mặt trời. Cho nên ở đây sẽ là bị động của thì tương lai đơn. Bị động của tương lai sẽ là will be cộng động từ cột 3, will be you. Câu số 7, để ý cái từ avoid, đằng sau avoid là động từ thêm in, thêm in, và cái từ sit này từ gấp đôi chữ tờ lên đọc là sitting, bạn nên tránh ngồi ở máy tính quá lâu. Câu số 8 này, cô ấy cần một cái bàn trải, một cái gì, một cái cây cọ, một cái chổi để sơn á. Nếu cô ấy muốn sơn phòng của cô ấy, các bạn để ý cái từ if, đây là câu điều kiện loại 1 nha. Bên này là hiện tại rồi nè, want thêm sờ nè là hiện tại. Bên này sẽ là will cộng động từ nguyên mẫu, ở đây sẽ là will need. Winnick, cô ấy sẽ cần một cái chổi quét nếu cô ấy muốn sơn phòng. Chúng ta xuống bài reading, nói về Halloween, lễ hội hóa trang. Chúng ta có từ pumpkin là bí ngô, tradition, tradition là gì? Tradition là truyền thống, years là năm, October là tháng 11, tháng 10, food là đồ ăn, people là con người. Chúng ta sẽ điền vô where the Halloween come from, Halloween đến từ đâu. Chúng ta tổ chức cái ngày Halloween mỗi năm vào ngày 31 tháng 10, chúng ta sẽ để từ October vào đây. Nhưng mà cái lễ hội này đến từ đâu? Cái này bắt nguồn từ một dân tộc gọi là Celt. Người Celt sống ở châu Âu hơn cách đây 2000 năm, hơn 2000 năm. Và ở đây chúng ta sẽ thiền cái từ years. Vào ngày 1 tháng 11 họ tổ chức ngày ngày cuối mùa hè, kết thúc mùa hè đó, và họ nghĩ rằng ma quỷ sẽ đi thăm người sống vào ngày 31 tháng 10. Họ sẽ hóa trang giống như là ma quỷ để cho tinh thần, để cho tinh thần của họ, để cho người ta không có hại họ, ma quỷ không có làm hại họ. Ngày nay thì rất nhiều người vẫn còn nhớ tới cái chết, những người chết vào ngày 1 tháng 11. Nó được gọi là ngày của thánh hả? Tất cả vị thánh. Và cái tên khác, một cái tên khác cho nó được gọi là ngày All Hallows Day. Và ngày trước nó, ngày 31 tháng 10 sẽ được gọi là đêm All Hallows. Và cái từ Halloween là từ gọi tắt của nó. Halloween là một lễ hội lâu đời, một truyền thống lâu đời ở Ireland và Scotland. Ở những quốc gia này thì bí ngô tức là được hóa trang, và tức là họ bí ngô sẽ được hóa trang và họ sẽ cầm theo đèn lồng làm từ củ cải. Và khi mọi người di chuyển khỏi Ireland và Scotland để di cư tới Mỹ thì họ bắt đầu sử dụng ở đất nước này, những đất nước này. Và đây là nơi mà đèn lồng đến bắt nguồn đấy, khởi nguồn đó. Họ còn có truyền thống là mang đồ ăn
cho các linh hồn, spirits là linh hồn, tức là giống như mình hay cúng bái, cúng bái tổ tiên đó. Và sau đó thì đồ ăn sẽ được mang cho người nghèo. Và cái trò trick or treating đến từ đây, cho kẹo hay bị kẹo đó, bị kẹo hay cho kẹo. Cái trò ở trong đêm, ở trong cái ngày Halloween đó. Halloween thì thay đổi rất nhiều so với truyền thống, so với cái thời bắt nguồn của nó. Và những con người mới mang những cái truyền thống mới và thay đổi rất là nhiều cái cũ. Và bạn có nghĩ rằng Halloween sẽ thay đổi như thế nào trong 2000 năm sau không? Rồi, chúng ta xuống bài số 2, đọc bài này và trả lời các câu hỏi. Who are the best driver? Ai là những người tài xế giỏi nhất, tốt nhất? Which driver are the safest on the road? Ai là người tài xế mà an toàn nhất trên đường? Theo như khảo sát gần đây thì những người trẻ tuổi là không đủ kinh nghiệm, không có kinh nghiệm. Những tài xế trẻ tuổi và những tài xế không có kinh nghiệm thì là những người mà hay gây ra tai nạn. Những người tài xế mà già hơn thì cẩn thận hơn. Những người đàn ông trẻ tuổi có những cái tai nạn tồi tệ nhất ở theo ghi chép, và họ thường chọn những cái loại xe khỏe, tức là nhanh này, động với động cơ rất là khỏe. Một trong những cái dữ kiện, một trong những cái nhân tố thú vị trong cuộc khảo sát đó là những hành khách có ảnh hưởng tới tài xế. Khi một người tài xế là nam mà trẻ tuổi mà có bạn trên xe ô tô thì họ lái xe tệ hại hơn. Khi mà vợ của họ hoặc là bạn gái của họ ngồi trong xe thì họ lại lái xe cẩn thận hơn. Sự thật này nó trái cho phụ nữ. Phụ nữ thì lại khác hoàn toàn đó. Lái xe của phụ nữ thì nguy hiểm hơn khi mà chồng hoặc là bạn trai ngồi trên xe. Tuy nhiên, nếu mà những đứa trẻ, những con của họ mà ngồi trong xe thì họ sẽ lái xe rất là chậm và an toàn. Rồi chúng ta cùng coi. Những tài xế không có kinh nghiệm thì lái xe cẩn thận phải không? Đây là câu hỏi yes no. Và có phải hay không? Không, họ không có cẩn thận. Vậy sẽ trả lời là no. Chúng nghĩa là they aren't. No, they aren't. Who are the worst accident? Ai là những người mà ai gây ra những tai nạn mà kinh khủng? Theo ghi chép đó là những người đàn ông trẻ tuổi. Đây nè. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ thích lựa chọn những cái xe mà đi nhanh, động cơ lớn. Rồi. Đây. Ở đây sẽ thêm chữ because vào. Because they often choose faster cars with bigger engine. Câu số 3. Who have an effect on the driver? Câu này có nghĩa là ai gây ảnh hưởng tới tài xế? Đó là hành khách, đúng không? Đây. Chúng ta sẽ chép cái câu này vào là xong, là có điểm này. Viết hoa nha. Passenger ha. Đây nè, đó. Câu số 4, when là khi nào, răng nào. Đây là những gì? Nam tài xế trẻ tuổi lái xe cẩn thận khi nào? Khi bạn gái hoặc khi vợ ngồi trên xe. Đó. Đây nè. When. Đó. Viết như thế này. Câu số 5, phụ nữ lái xe như thế nào khi mà trẻ con ngồi trong? Đây. Họ lái chậm và cẩn thận, an toàn. Rồi, viết hoa chữ này. They drive more slowly and safely. Rồi, xuống bài dưới thêm vào để tạo thành câu hoàn chỉnh này. Câu số 1, never mà before như thế này là thì hiện tại hoàn thành. I have never, tôi chưa bao giờ. Ở trong một cái khách sạn stay theo ED nhé. In an expensive hotel before. Tôi chưa bao giờ ở trong một khách sạn mà đắt đỏ như thế này trước đây. Câu số 2, mọi người nghe những loại nhạc khác nhau ở đây hả? There. People listen various
Listen to various type of music. Yeah. Sự thật hiển nhiên, chúng ta chỉ hiện tại đơn thôi. À, câu số 3 này, Trana đã từ bỏ công việc bởi vì cô ấy có vấn đề với ông chủ. Vậy là ở đây chúng ta viết gì thì hiện tại hoàn thành. Given up her job. For 2 months because she had the problem with her boss. Boss là ông chủ. Rồi. Vẫn được. Câu số 4, mặc dù anh ấy sống xa cơ quan nhưng mà anh ấy luôn luôn đi làm đúng giờ. Andrew he lever thêm sờ vào. Far luôn đi from nha. His office. But à, không có but phải. He always come thêm sờ vào. Come to work on time. Xong. Câu số 5, cô ấy muốn học tiếng Anh để có được công việc tốt hơn. Hiển nhiên she want thêm sờ. To learn đằng sau want phải là to learn. To learn English. To learn English. To get better job. Xong. Rồi, số 7 dưới viết lại câu nghĩa không đổi nè. Từ quá khứ đơn thường là quá khứ đơn chuyển sang hiện tại hoàn thành. Cô ấy bắt đầu công việc như là một thư ký ở trong cái công ty này cách đây 5 năm. Vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang thì hiện tại hoàn thành là have or has có động từ cột 3. Ở đây sẽ là she has work động từ cột 3 thêm ý đi vào. As a secretary in this factory. Và chúng ta không có viết là 5 years ago mà chúng ta viết là trong 5 năm rồi, for 5 years nhé. Chuyển ago thành for. Rồi, người bạn Pháp của tôi thấy họ lái xe bên trái thật là khó khăn. Vậy là người bạn Pháp của tôi lái xe không có quen việc lái xe bên trái. Không có quen với sẽ là be you, chu động từ thêm in. Driving on the left. Xong. Câu số 3, khi mà tôi còn trẻ thì tôi dẫn con trai tôi thường dẫn con trai tôi ra ngoài đi bộ vào mỗi buổi chiều. Và đây là YouTube, một cái thói quen trong quá khứ. I YouTube động từ nguyên mẫu. Take my son. Take my son. Trời cho cách sao. For a walk. Every afternoon when I was young. Rồi, câu số 4, tôi đã không đi nghỉ mát bởi vì tôi không có đủ tiền. Câu này sẽ viết như sau. Tôi không có đủ tiền. I didn't have enough money because I didn't have enough money. So we didn't không có đi chơi nên go on holiday. Bài số 5, bài cuối cùng của chúng ta. Trẻ em không thể đi bơi bởi vì biển động, biển sóng nhiều á, rất là gió to kiểu đó. Vậy thì biển quá sóng to gió lớn đến nỗi cho trẻ em này. For the children trẻ em không thể đi bơi được. Cấu trúc chu cộng tính từ cộng với chu infinity quá đến nỗi không thể làm gì. Ở đây sẽ là chu go swim. Xong. The sea was too rough for the children to go swim. Xong nha. Và đây là bài nghe của chúng ta. Nghe và điền vào chỗ trống. Nghe và điền chỗ trống có hai bài nghe.
Listen and fill in the blanks.